vô chung một gia đình Hồng luôn rồi. À, vô chung gia đình Hồng luôn hả? Gì? Ừ, Hồng là con Hồng mà. Hồng Loan, Hồng Ngọc, Hồng Lê thì em con Hồng mà. Ủa, anh mới biết tên này hả? Anh biết rồi. Ủa, vậy là anh biết cả em rồi, em mới thông báo lên trên của em rồi. Anh giật tôi đề luôn rồi, cần chuyện thông báo. Đâu? Em vô tiền coi coi. Anh giật tôi đề rồi, sao? Rồi. Chị Hồng Loan bây giờ? Chị Hồng Loan, chị Hồng Loan, chị Hồng Loan hả? Trời ơi, sao ông lẹ dữ vậy trời? Ơi, tôi có thám hiểm nói tôi biết rồi, tôi đăng lên nãy rồi. Có không? Nè, anh nói lại cho em nghe coi nè. Đi Hồng Ngọc đã liên hệ với chị Hồng Loan rồi. Ừ, rồi. Hai bên đã nói nhau rồi. Đi lạc ngày nay phải không? Ừ, rồi, xong rồi. Vậy là bây giờ là chị Hồng Ngọc có thể đem đồ vô đây đúng không? Đó chị biết. Chị biết là hai bên nói chuyện nhau rồi. Rồi, hai bên nói chuyện rồi. Ừ. Vậy đó, sao có chuyện gì vậy? Chị Hồng Ngọc. Mà nói là cái nói chuyện với nhau là chị Hồng Loan rồi. Đúng rồi. Hai bên đã nói chuyện rồi. Dạ, đi tìm chị Hồng Ngọc gì nữa. Đấy, chị đi đây mà đem đi đây với cô chú anh chị là chị Di Minh. Không, nói chung là như vậy thì rất là vui. Đi. Đó, quý vị là đã rất nhiều lần rồi. Tại vì bà con không hỏi cho nên mình đi xem từ. Bây giờ là mình phải báo tin vui với bà con. Đó là chị Hồng Ngọc cũng liên hệ với lại chị Hồng Loan rồi. Nên bà con yên tâm nha. Ảnh là chưa biết. Đâu không hồi sớm hãy nói đi muốn biết chuyện không, nhưng mà nếu vậy thì giờ mình thấy mừng rồi ha. Ờ, đúng bình không mà. Bình thường rồi đó mà. Đâu có gì quan trọng đâu. Bởi vậy Hồng ô giờ Hồng hết rồi. Bây giờ mình học đào hồi dân sơn bảo liêm luôn nha. Vô vô cái nghệ sĩ sao thế nè. Nghe không quen đắng kìa. Di chuyên những cái lao nha, đừng gì lộn nha. Quá đi. Ờ bây giờ ăn cái đi lao nè. Nó mừng mà nó la mình cũng hết hồn. Quá cậu ơi. La. Dạ nó. Dạ nói gì? Dạ dù khán giả có khán giả có gì rồi. Khán giả lúc này chứ. Cho ta lúc này chứ. Khán giả mà có tính là khán giả không còn la em mộ. La la là nó mộ chứ mày la. Đó không? À, nhớ làm gì vậy? Gì vậy? Chị nói gì vậy? Chị đã lao nguyên một nhóm luôn. 5-6 người luôn mà không có lao cái gì mà ảo. Hôm trước á. Đó còn em Nguyên à. Ủa? Để chị em đẩy xuống đi. Em... Đó thì chị... Mà hy vọng một ngày nào đó thì chị Ngọc phải gặp anh em luôn ha. Thôi em à, em có một cái mong muốn là em sẽ được gặp chị Hồng Ngọc ở bên ngoài. Thôi em bây giờ ổng khục rồi. Đang ngồi đó gì nữa? Em chưa? Rồi rồi mà sao em thấy không có được bóng nha. Cuối cùng mình là năm mấy rồi đó. Bây giờ mình chơi 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 ép chị Hồng Ngọc đi. Giờ mà không chơi gặp là không có nhận cúc nữa. Chơi chị gặp Hồng Loan đi. À vẫn giờ tới em biết muốn biết mặt nữa. Cái xong chưa? Cái này xong chưa? Chưa. Xong rồi. Xong rồi luôn hả? Bây giờ chỉ bò vụ thôi. Anh yêu ơi. Lâu rồi phải ướt rồi. Trời ơi, mà cái đèn này chút cũng khô gì đâu anh. Cho nó mát mát chút. Em tả cái chân Ngọc như thế nào? À, giống vợ em không? Cái mặt của chị á là phải nói là... dây hả? Đúng rồi, dây. Mặt là biết. Mặt là nó nhỏ. Nè. Bây giờ để thôi đáng nhìn sao mà đậu mua sao lại sao em tại vì gọi cho bố. Cái mà bà vô tình nó bật máy.
đây à, mình tắt. Mặt bả ngu ngọ Chị Minh miêu tả chị Hồng Ngọc. Chị Minh nói chung là trong nhóm mà em bị bắt anh là biết là chị cái gì chai á, đừng có mặn là được. Ừ, tại vì anh hỏi em nhớ không? Đó, nhóm đó là đúng rồi. Rồi, đã làm cái coi. Bữa nay là ở đây là người ta nhận một tin vui. Một tin vui nhưng mà em biết ở bữa nay là có hai tin vui. Mình đến hai cây bên này cây anh. Mình đến hai cây. Ơi. Sao hả? Chưa gài. Ờ em thấy anh gài rồi mà. Chưa vô hả? Anh ơi một cái hết hồn. Để không dạo anh không có vàng nữa. Chị. Giờ mình còn quét cái này với lau nữa là không? Đây đây đây. Tại anh Ngọc giờ anh đi đâu mất tiêu rồi. Đi mua đèn rồi. Vậy đó, anh đi mua đèn rồi nên giờ mình... Sẵn. Tôi lấy nè. Chị nghe tin gì chưa? Chị Hồng Ngọc đã liên hệ với chị Hồng Loan rồi. Đó. Không, chắc em không biết nữa. Chắc liên hệ, chắc gọi điện thôi quá. Nghe anh Niu anh báo Em hồi trưa này tự nhiên chị nói chuyện cái hai vợ chồng em này kêu muốn xử lý của chị chưa đã. Bây giờ là ta được bây giờ đứa này vô. Và cũng là chắc cứu phải cho vô rồi. Chắc chắn 100% luôn và chắc chắn nha con. Lau ha, lau ké chưa? Lau lại. Lau ké hả? Lau nữa nào, để hai mấy chị lau ké chưa? Bây giờ anh đưa cái mặt anh vô. Cài 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 vô. Mua gì? Đồ chay hả? Đồ chay thì em chỉ biết có chợ bánh cát thì sáng có bún gạo đồ à. Chứ còn cơm chay là giờ nó chưa có bán. Em đi sớm mà có bán. Có mấy bữa đi mưa mưa thì sáng em mới có thôi. Vậy thì giờ chị mua gì? Nui nè, rồi bún gạo xào, chị muốn mua gì? Nhớ gì gì đang được thì mua. Mua mấy hộp. Để em nói anh nghe. 5 hộp. Vậy là mua 5 hộp đó thôi phải không? Ai biết chị? Cái gì? 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 C
À, vậy là em mua 5 hộp đó với 2 ly cà phê sữa. Cúng luôn hả? Thôi em để đó, sao nữa chị vô cúng. Em để đá riêng, hai chị vô cúng. Rồi. Bà sao? Đó, bà nói đó. Bà này có chưa? Có mấy lần rồi. Lên nữa à? Mấy lần nữa chị Hồng Ngọc à. À. Hết rồi. Bây giờ này là nãy chị Ly nói rồi, chị Ly nói nè, mặt lớn lên. Tôi tắt luôn rồi. Em lấy điện thoại em đi bà xã. Lấy thằng này cho to đấy coi. À, của anh Bin gửi trong nhóm hả? Ủa cái gì nghe tiền? Đây 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 đây, nổi mấy tờ vô rõ đây mau có lụi. Của mình để vô nhóm vô đi, của mình riêng đi. Rồi, có rất là nhiều thông tin luôn. Của mong, của mong. Nè nè nè, đây nè, nhìn nè. Vô nhóm. Bây giờ đang gặp chuyện mà kiện tụng rồi tranh chấp rồi nói chung là đang thời điểm nhạy cảm, thì những ai mà có thể làm tốt thì đều là không có thể nào mà để điều tra để rõ ràng, chứ không có để mà để hiểu lầm nhau được. Cho nên em rất là buồn là chị đã đi nhờ Loan rồi có nói với em là chị ơi, chị không gặp cái đi chết rồi, thì em đã hứa với chị rồi đó, chị điện thoại như vậy em xin giữ giống những danh tính của chị, ít nhất chị là một người không thiên thần, không phải là ai đem ra nhau cây, không phải là mạo danh người này người kia, ai mạo danh chị hết. Vậy là em thấy là em rất là an tâm, thì em nói em hay là để nói chuyện này coi là đi ra bên đây nữa, mình thì cảm thấy như vậy là ok rồi, thì em nói chị rồi đó. Chị biết rằng là bây giờ đang gặp cái việc mà kiện tụng rồi tranh chấp rồi, nói chung là đang hơi đi nhạy cảm, thì những ai mà có nghĩa là làm tốt thì đều là không có thể nào mà để điều tra ra rõ ràng, chứ không có để mà để hiểu lầm nhau được. Cho nên em vô đã này đủ rồi chị ơi, cái này vừa đang nói lại á. Ừ, tao mà thấy nói lại nha. Vậy chị cầm đấy, chị cầm đi cho kia rồi. Đó, vậy là chị cuối cùng thì chị Hồng Ngọc cũng đã gọi điện cho chị Hồng Loan. Rất là mừng nha cô chú anh chị. Đó, rồi buổi chiều nay là rất là mừng nha khi mà nghe được cái tên này. Rồi bây giờ chị cũng xin kết thúc cái video để cập nhật cho bà con ha. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh của Hiền Tiên có thể tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau.